Kính chào quý vị, hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị cây Noel. Thì thưa quý vị, cây Noel này chủ đề trang hoàng là màu đỏ và màu vàng nha. Tất cả những cái đồ trang hoàng ở trên cái cây này nó đều là mua cả, không có gì là mình làm hết. Thì nó thôi cũng chia sẻ với quý vị cho nó vui thôi.